Đạo Thiên Tâm là đạo của trời, là thuyền Bát Nhã thời nay, là do Đức Huỳnh Phú Sổ dạy kiệt từ những ngày đầu. Những ngày đầu lúc đó có Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Đức Huỳnh Phú Sổ, hai người tuân lệnh của Thượng Đế dạy cho kiệt cái đạo này. Những ngày đó kiệt còn không tin, không tin nên sắc phàm bị bệnh chết lên chết xuống. Hôm nay mạnh khỏe, ngày qua từng rồi đi thử máu không bị gì hết, cũng hay á. Gần 6 bó phải không ta? Như ta 25 tuổi Mỹ là nhiêu á? Tuổi Mỹ ở cha tuổi mình cũng quên nữa ta. Tuổi trên trời mấy trăm nghìn tuổi thôi. 67 là nhiêu tuổi ta? 58 hả? Còn nếu mà tính ra tuổi thiệt mà sanh Việt Nam, tại qua Mỹ thụt lùi là 2 tuổi để học high school. 65 là nhiêu tuổi ta? 65 là cũng gần 60 rồi đó. 65 tới 58 mà sao? Hả? 65 58. 65 58 còn 67 thôi, trên giấy tờ là 67 á. 56. À, có nhiều Mỹ nói sao mày nói láo. Có lúc mày nói 65, có lúc 67. Cái giờ nó ok rồi, tao nói theo thiệt luôn là cái thẻ căn cước là 67. Chứ hồi đó chạy tị nạn á, là sợ không được đi học, cái thụt lùi lại. Người nào mà vô chạy tị nạn cũng đều thụt lùi tuổi lại hết. Có những bác tức cười lắm, cái thụt lại 10 tuổi. Cái bây giờ hối hận muốn chết, là tự nhiên sao ăn tiền già chậm lên 10 tuổi. Mất tiền già. Đâu qua tuổi mà khai ở bên chạy tị nạn sao là dính cứ ngắt luôn á. Thì năm 65 Bắc Trung Nam á, là ngày nào á, cũng có bom đạn đầy đầu hết miền Trung miền Nam luôn, đầm già cán gáo. Thì cả một cái dân tộc mà Phật đã chọn gọi là thánh địa tương lai, ngày nào cũng thấy bàn tay chắp lên trời hết, quá trời luôn không. Thì lúc đó Kiệt nhảy dù xuống, người chiến sĩ đầu tiên trong nhóm nhảy dù xuống thì đầu thai do năm đó. Chứ còn quý vị mà không khấn thì cũng không ngồi đây nữa. Mà khi ngồi đây rồi quý vị là chửi Kiệt, hơi là mâu thuẫn, rất là mâu thuẫn. Gặp tượng thì lại Kiệt, mà gặp mặt Kiệt là chửi. Không ngộ đâu ta. Thì bây giờ mỗi một ngày nào buổi sáng thức dậy đều cũng là lo cho cơ vận, cơ trời. Cơ trời trong đó có thế giới và có nước Việt. Rồi hôm nay cơ trời đi đúng đường chốt, thì ông Anthony Blinken nó cũng qua, hiểu không? Để mà tại hồi xưa cách đây 10 năm trước ở trên có nói cuối cùng nước Việt sẽ ngã theo Mỹ, cuối cùng nước Tàu chia năm sẽ bảy, cuối cùng còn lợi của các tất cả các cuối cùng là thề the nít ác á, các Mark Lenin sẽ đi xuống lòng biển luôn. Sau cái ngày đó đó thì sẽ là ngày lập hội. Đó là 80%, còn 20% hội đồng chư Phật sau này có modify, tức là có chỉnh sửa, có đổi cái gì không á thì mình coi nha. Chứ còn sau này ở Việt Nam á sẽ không có sử dụng cái lá cờ đỏ sao vàng nữa. Đó là Kiệt biết như vậy. Kiệt không phải là người chống cộng hay là không có yêu Bác Hồ. Kiệt yêu Bác Hồ muốn chết, chứ không phải là không yêu, mà chẳng qua là phải định hướng để cho mọi người ở bển không có hiểu. Kiệt là định hướng thôi. Có một lần Đức Thầy cho cái bài lóc cốc, nghe thằng nói dốc mang thân đi học lại đi tù đó, cái bài đó đó. Thì cuối cùng cái câu này, trong đó có một câu là Đức Thầy nói á, là cờ vàng cờ đỏ ai nở bỏ vàng ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước. Thì tại vì nó không phải là Việt Cộng quốc gia, mà mấy ông trước 75 là đóng màn kịch khổ, rồi sau này thành chim hiền là chim đầu đàn. Rồi chim đầu đàn hôm nay già chết cũng hết rồi. Bắt đầu ở trong đó có một bài câu nữa là chắp cánh, chim hiền chắp cánh, tức là đẻ ra con là cháu. Rồi cái lá cờ đó đó là cái lá cờ chánh nghĩa của vua Thành Thái năm 1938 đã từng treo khắp cả đất nước Việt Nam, cả ở Hà Nội luôn, hàng xanh luôn. Rồi cái lá cờ đó được Liên Hiệp Quốc, được Mỹ,
Dạ được, tất cả những người Việt khắp năm châu, cả những người Việt sau này du học sinh hay là con ông cháu cha, bây giờ bắt đầu cũng rất là thích lá cờ này nữa. Ta chỉ có lá cờ này mới đem kinh tế lên lẹ nha quý vị. Nó không có phe phái, giờ đã được thừa nhận rồi. Quý vị có biết hay, giống như mà máy bay mình đi vô Việt Nam phi trường Tân Sơn Nhất, ở trên đó để chữ là SN1 là Sài Gòn á, chỉ cái đường hàng không mà của Việt Nam bay thôi, cũng của Liên Hợp Quốc hãng hàng không quốc tế cũng không cho đổi nữa, huống hồ chi lá cờ. Đó là chuyện nhỏ thôi á, nó đâu có giờ nói là thành phố Hồ Chí Minh đâu. Ở trên tất cả những chuyến bay của quốc tế vô Việt Nam đâu có nói là thành phố Hồ Chí Minh gì đâu, chỉ máy bay mình thôi, chuyện nhỏ thôi mà mình là không được, thì huống hồ chi lá cờ đã được Liên Hợp Quốc quốc tế thừa nhận rất là đàng hoàng, danh chánh ngôn thuận luôn. Thì chỉ có lá cờ này, khi mà dân đói quá, kinh tế kiệt quệ, hiện giờ kiệt quệ phải không ta? Bữa nay thêm con ông bầu làm nước á, là cái gì ta, Tân Hiệp Hiệp gì đó, thêm nhiều ông bầu nữa. Rồi mai mốt mà lỡ mà tới ông bầu của Phạm Nhật Vượng nữa là xong luôn, còn đâu để nuôi mấy ông thợ. Việt Nam mình giỏi lắm, mà chừng có 5-10 ông bầu thôi, tại nước mình không có lớn lắm, mỗi ông bầu có thể nuôi được 5-10 triệu dân như chơi, mà cứ toàn là dí ăn thôi. Mà giống như nhà sau vườn nó có mấy cây dừa, có vườn dừa chừng 10 cây 20 cây, mà cứ mỗi lần thích ăn đó là đốm của hũ không à. Cho nên giờ chợ búa Sài Gòn Bến Thành đó điều hiu dặn lạnh tanh luôn, xây ba cái nhà ra đầy thành phố không có bán được gì hết, thấy buồn không? Mà cái người khổ là ông Đa Ôm. Ngày hôm qua có một số mấy đứa mà quán làm quán karaoke á, cái bây giờ quán karaoke Sài Gòn đóng cửa hết rồi nha, bắt đầu mấy chị mới đi về quê làm gì, kiếm mấy anh Đa Ôm hay là làm ruộng gì á, lấy chồng cho rồi. Chỉ có nước Việt mình á, có cái nghề mà nghề thấp nhất là một đứa nào coi được cho là nuôi cả nhà, mà giờ cái đứa được đó bây giờ cũng thất nghiệp nữa. Chưa có thấy một cái xã hội nào, một quốc gia nào mà trong 100 năm từ lúc mà Bác Hồ đi qua Pháp, xuống thuyền đi qua Pháp tới ngày hôm nay rồi ký giấy bán nước cho Mao Trạch Đông 80 năm nay mà đi còn thua miên nữa. Bây giờ nước mình thua miên, thua Lào. Xưa thế giới tôn trọng nước Việt Nam, giàu mạnh hơn Nam Hàn, giàu mạnh hơn Đài Loan rất là nhiều, Singapore gọi là hòn ngọc Viễn Đông, không máy bay bay về tấp nập. Còn bây giờ gọi là hòn đá, bữa giờ hòn đá rồi nha, bây giờ bắt đầu thành hòn đất, cục đất Viễn Đông chứ không được đá nữa. Mình nói thiệt chứ không phải mình nói chuyện mỉa mai hay là vui gì đâu, mình so sánh để cho dễ hiểu mà. Tại vì mình dân miền Nam không ăn nói lưu lót như bác Trọng hay mấy bác ngoại, mình nói tiếng Nam, nói từ trái tim cho nên tim nghĩ gì mình nói đó. Đó là xong chuyện thời sự. Và ngày 30 tháng 4 coi chừng có một cái chứng bệnh mới á, nó đi dính từ con thằng lằn luôn nữa, dính từ con mũi con ruồi, nó bay vô nhà là Covid. Còn bữa hả mình chỉ sợ người thôi, không mình né người, còn này địch của mình nó nhỏ xíu à, nó từ mấy con thú mấy gì nói là do người không có biết quay đầu. Ngài đã lên nói 4 năm rồi họ vẫn chơi chơi. Trên thế gian này hơn 10.000 năm mới có chuyện lạ là đang ngồi đây mà lại vẫn chơi chơi thì thôi đừng có trách than trời trách phận làm gì nữa. Kế tiếp là tổng kết lại, bữa đi qua Thiên Long Cung bên đó cũng vui, ngay ngày lễ Easter, ngày Chúa Phục Sinh. Trong những cái nhà tiên tri về Chúa Phục Sinh á, là một người đã nói rồi, một Chúa sẽ sanh từ Á Châu và Ngài sẽ đi qua Mỹ Châu,
trong những cái bài sấm cơ của những bên bên nước ngoài nói Notre Dame với bà Chindin vậy đó, Chindison. Thì qua bên đó, mình đó mấy đứa bên đó rất là ngoan, không có tự tu, tự biết lo, tự đoàn kết, thương yêu nhau, rất là giỏi. Rồi còn tự làm cho cái miếu cho ông A Hồ, ổng khen á nha, ổng khen nói cảm ơn Thái tử, cảm ơn tất cả đệ tử của ngài. À, tôi vui như là biển cả. Từ vì ổng là người mọi giai đỏ nha quý vị, ổng coi hết tiểu bang thành phố Texas, nó không phải chỉ Houston đâu luôn, ở Dallas, Austin, San Antonio gì nữa đó, hết luôn, tức là thuộc về của ổng cai quản. Ổng cũng như là thống đốc vô hình gì đó mà đâu ai biết ổng. Rồi ổng nói lâu lắm rồi, bao nhiêu trăm năm nghìn năm đâu ai biết ổng. Hôm nay cái Kiệt biết ổng, rồi ổng cho cái tên, rồi bây giờ ổng chỉ mua đất đó để mà độ dân Houston. Trên mẹ với cha cũng cho, thì nói mấy dân mà nó chịu tu nhưng mà đi theo mấy thầy ghiết cà gù cà gật với cái gì á, cà cù là bùa ngải gì lum la bên đó, cho nên họ rất là tội nghiệp. Thì mới chuyển về mua cục đất bên đó. Thì khi mà mua cục đất bên đó rồi, tới ngày hôm nay cũng chưa làm gì, Thiên Long Sơn cũng chưa có ổn định mà làm sao qua tới đó, thì cứ mua trước. Nhưng mà khi mình khởi, khi mình đi, mình sẽ có ngày tới. Ngài đã nói trước là sau này đất ở Thiên Long Giang, Houston rất là phồn thịnh, nhiều người tới lui tấp nập, bất cứ ai về thành phố đó. Thì cũng giống như ngày xưa mua cái cục đất này Thiên Long Sơn, chẳng có ông ma nào tới, tại vì mình đã bị tám bài thôi địch, thì mấy clip cũ mình đã nói rồi đó, nhất là Phật tử là gần với mình nhất á, mà cũng tẩy chay mình nữa, cứ nghe lời mấy ông thầy quốc danh nữa, nói là tà không à, rồi thờ mấy ông thần là tà, cho nên họ ghét mình lắm. Mà trong khi cái chùa nằm trình hình như kia, tu thì cứ tu, ăn cũng là tiền của mình, điện cũng mình, chùa đó phải ớt 18 triệu, mỗi năm cũng vẫn tốn gần cả trăm nghìn tiền lo này lo kia, chưa tính là những cái quỹ mà xài nữa. Mà ngày xưa một năm cũng 400-500 nghìn, là do mỗi một cái khóa tu kiết hạ đó, mỗi vị thầy tệ cũng có vé máy bay với 300 đô. Thì quý vị ngàn ông về thử nhiêu, ai lo đi, Kiệt này lo không, mà cuối cùng chẳng có ai biết cảm ơn, mà toàn là cứ đi xuyên tạc với nẻ mình không à. Bởi vì lòng con người sau này mình mới biết được là họ không có qua được thử thách. Phật đã dạy rồi, họ cứ chấp. Hồi xưa Phật Thích Ca cũng có từng nói cái vụ này, khi thời mạt pháp, ai mà chạy theo hình tướng như màu sắc thì người đó sẽ xuống địa ngục cùng chung với hình sắc và hình tướng và màu sắc. Kiệt chẳng là ai hết. Quý vị có thể phỉ báng Kiệt, nhưng mà quý vị đừng có phỉ báng những gì xung quanh Kiệt. Đó là hội đồng chư Phật và Thượng Đế, Phật Mẫu, là mẹ của Kiệt, cha của Kiệt. Xưa Kiệt không có xưng vậy. Tại sao này, từ cái ngày mà ông gì ta, ông Châu Lan với cái ông gì, cái mắt mà hiểm hiểm ác á, chửi Kiệt á, vụ mà nói bên Hòa Hảo, mới đó cao độ á, hay thấp đồ hay cộng sản đồ mình cũng không biết, cái này chắc cộng sản đồ. Thì lúc đó Đức Thầy ổng mới về ổng nói là chớ nóng nảy sân chi hư việc, phải đợi thời vua Kiệt hồi quý. Thì Đức Thầy cái mình nói sư phụ là chuyện như thế nào, mà sao bên nhà Hào Hảo họ đọc họ thuộc lòng luôn á, và bây giờ họ lại sửa lại là anh hùng Hào Kiệt rồi họ chửi con. Cái Đức Thầy mới nói là tên của con phải giải thích cho họ. Với Đà Phật thì mình giải thích kiểu nào họ không tin, họ không có hiểu là không hiểu. Sách Việt Cộng thì nói anh hùng Hào Kiệt, làm gì anh hùng Hào Kiệt mà chữ ca viết qua. Rồi mình mới đi hỏi cái người tác giả, tức là Đức Thầy,
Thì Ngài kêu Kiệt phải giải thích, thì Kiệt đã giải thích rồi, này Kiệt đã giải thích thêm thầy. Thì hy vọng là bắt Châu Lan với cái ông mắt hiểm ác á, với cái ông gì ở đây ta, hồi tâm lại đi, để mà cái gốc dừa đó thành cái gốc chuối thì cũng còn ok. Học đạo rồi cái toàn là giác cái xuồng lên trên trên dài thôi. Kiệt xuống thế gian không phải là do cá nhân, mà là cho tất cả nhân loại lập ra cái đạo để sau này lưu truyền 3-4 nghìn năm, để mà tất cả các đạo hợp lại, hợp lại, không còn thánh chiến nữa, không còn IS, không còn ôm bom tự sát, không còn 911 hai cái tháp, không còn không còn những cái xã hội bất công như Việt Nam ngày hôm nay. Thấy ai có tiền cái là cứ gõ cửa hỏi thăm sức khỏe.